Xin sì kính chào các anh chị. Amis kế toán đã kết nối với Amis quy trình và phần mềm Misa Minvoi xử lý hóa đơn, giúp tự động kiểm tra hóa đơn và duyệt hồ sơ quyết toán tạm ứng nhanh chóng, đồng thời tự động hạch toán chứng từ quyết toán tạm ứng và chứng từ thu chi tiền thừa thiếu một cách thuận tiện. Hãy cùng em khám phá chi tiết ngay sau đây. Trước đây, quy trình tạm ứng, thanh quyết toán tạm ứng trên phần mềm đang được thực hiện như sau. Nhân viên lập đề nghị quyết toán tạm ứng trên AMIS quy trình và đính kèm hồ sơ bằng file Word, Excel, hình ảnh hóa đơn và các chứng từ liên quan để chuyển trưởng bộ phận và kế toán thanh toán phê duyệt. Kế toán thanh toán kiểm tra hồ sơ quyết toán, bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, hóa đơn trùng lập, số được duyệt thanh toán theo định mức, đồng thời kiểm tra số tiền đã tạm ứng chưa thanh toán để kiểm duyệt hồ sơ và chuyển trưởng bộ phận phê duyệt. Sau đó thực hiện lập chứng từ thủ công trên AMIS kế toán. Với quy trình trên, các anh chị sẽ mất nhiều thời gian công sức do phải thực hiện thao tác ở nhiều nơi, bước sau không kế thừa được bước trước và tốn kém chi phí in ấn hóa đơn chứng từ. Hơn thế nữa, quy trình thiếu tính liên kết như trên có thể tiềm ẩn nguy cơ một hóa đơn được ghi nhận nhiều lần trong các bộ hồ sơ quyết toán khác nhau, mất nhiều công sức kiểm duyệt và khó khăn khi kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn để hạch toán chi phí. Vậy thì giờ đây, Amis kế toán đã hoàn thiện luồng kết nối với Amis quy trình và Mi Invoice xử lý hóa đơn đầu vào để tự động thực hiện quy trình tạm ứng, thanh quyết toán tạm ứng một cách linh hoạt, nhanh chóng và chính xác, giúp anh chị tiết kiệm thời gian hạch toán chứng từ thủ công, nâng cao năng suất công việc. Cụ thể như sau, trước hết, anh chị cần đảm bảo đơn vị mình có sử dụng ứng dụng Amis quy trình, sau đó trên ứng dụng Amis kế toán, anh chị thực hiện kết nối với Amis quy trình đồng thời thiết lập quy tắc hạch toán tự động làm căn cứ để phần mềm tự động sinh chứng từ hạch toán cho các đề nghị được đồng bộ về từ amis quy trình sau khi lưu quy tắc anh chị thực hiện truy cập vào amis quy trình để thiết kế quy trình mới em ví dụ với quy trình tạm ứng và quyết toán tạm ứng thì anh chị thực hiện như sau trước hết anh chị cần xây dựng hai quy trình quy trình tạm ứng và quy trình quyết toán tạm ứng khi đi công tác cần tiền tạm ứng anh chị sẽ truy cập vào amis quy trình để lập đề nghị tạm ứng sau đó chuyển cho cấp trên phê duyệt Người duyệt sau khi nhận được email đề nghị tạm ứng sẽ thực hiện phê duyệt đề nghị trên AMIS quy trình. Sau khi đề nghị tạm ứng được phê duyệt, AMIS quy trình sẽ tự động đồng bộ sang AMIS kế toán để tiếp nhận các đề nghị tạm ứng và tự động lập phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi tương ứng. Sau khi đi công tác về, anh chị sẽ thực hiện tổng hợp toàn bộ hóa đơn chứng từ để quyết toán tạm ứng. Lúc này anh chị chỉ cần chạy quy trình quyết toán tạm ứng trên AMIS quy trình, bổ sung thông tin và lựa chọn hình thức thanh toán tương ứng. Tại đây anh chị liệt kê các nội dung chi và thêm các hóa đơn liên quan. Thay vì việc phải nhập thủ công các hóa đơn hoặc đính kèm file như trước đây thì các anh chị đã có thể dễ dàng tra cứu và thêm các hóa đơn từ Minvoice xử lý hóa đơn đầu vào. Với các hóa đơn đã được sử dụng cho các đề nghị quyết toán tạm ứng khác, Amis quy trình sẽ hiển thị cảnh báo để anh chị nắm được, tránh tình trạng bị trùng lặp hóa đơn trong nhiều bộ hồ sơ thanh toán khác nhau anh chị hoàn thiện các thông tin bắt buộc của bộ hồ sơ quyết toán tạm ứng để gửi trưởng bộ phận phê duyệt và chuyển tiếp đề nghị đến kế toán thanh toán. Đề nghị quyết toán tạm ứng sau khi được phê duyệt sẽ ngay lập tức được đồng bộ sang AMIS kế toán và tự động sinh chứng từ quyết toán tạm ứng. Xác định chính xác quyết toán cho nhân viên nào, khoản tạm ứng nào và cấn trừ công nợ tạm ứng. Đồng thời, tự động sinh chứng từ thu hoàn ứng hoặc phiếu chi bổ sung trong trường hợp phát sinh thừa hoặc thiếu tiền tạm ứng như vậy việc kết nối linh hoạt giữa bộ ba ứng dụng amis kế toán amis quy trình và minvoi xử lý hóa đơn sẽ giúp các anh chị thực hiện quy trình tạm ứng thành quyết toán tạm ứng một cách hết sức đơn giản dễ dàng tiết kiệm thời gian và đảm bảo hiệu quả công việc kính mời các anh chị cùng trải nghiệm ngày hôm nay